Đây là quả bóng ở giải ở bên Thường Châu, U23 châu Á. Quả đánh đầu rất hay của Đình Trọng. Diện tích xây dựng của nhà em là khoảng hơn 100m². Đây là những món quà kỷ niệm mà em nghĩ là rất là ý nghĩa. Tất cả những cái huy chương mà từ những giải trẻ, giải U trẻ của em thi đấu nữa. Messi or Ronaldo? Messi. Nếu như mà nói về tình yêu dành cho trái bóng tròn của người Việt Nam thì nếu mà chúng ta nhận là thứ hai thì mình chắc chắn là sẽ không có dân tộc nào là chủ nhật cả. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hòa Rosy và bên cạnh mình đây là anh Tiến Duy, một gương mặt đã quá là quen thuộc rồi. Và ngày hôm nay là số thứ hai mà mình được đồng hành cùng với nhà F. Không biết là anh Duy ơi, hiện tại thì anh đang lái xe và chở em đi đâu đấy ạ? Đây là số thứ hai của Hòa đúng không? Vậy thì với số thứ hai này thì anh sẽ dành tặng cho Hòa một bất ngờ nho nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến tham quan và trải nghiệm một ngôi nhà vừa mới được xây xong của một anh chàng cầu thủ rất nổi tiếng, đã gặt hái được rất nhiều thành công không chỉ ở mức độ câu lạc bộ mà còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia nữa. Và để biết xem người đấy là ai thì nhà F xin mời mọi người hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay với anh em tôi nhé. Xin mời. Chào chị. Dạ vâng. Xin chào khán giả nhà F. Rất cảm ơn Trọng ngày hôm nay đã phải cất công bay từ Bình Định ra Hà Nội để lên sóng cùng với chương trình nhà F. Đấy. Rất trân trọng, cảm ơn em. Và không biết là em đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Ok. Khi mà anh em mình đứng ở khu vực nhà anh Trọng ấy, tìm vào đây rất là dễ đúng không anh? Bởi vì ngôi nhà này rất là nổi bật với một thiết kế hiện đại và trẻ trung. Khi mà đứng ở khu vực sân như thế này thì em tò mò muốn hỏi anh Trọng là diện tích xây dựng của nhà mình là khoảng bao nhiêu hả anh? Diện tích xây dựng của nhà em là khoảng hơn 100m² và rộng khoảng 5m và chạy vào khoảng 22m ạ. Em thấy là màu sơn thì có màu trắng này và rất là nhiều chi tiết ốp gạch, thì không biết là anh đã sử dụng thương hiệu nào ạ? Gạch ốp ở ngoài thì em sử dụng thương hiệu Inox vì nó có độ bền rất là cao và chống thấm rất là tốt. Và ngay bây giờ thì em mời mọi người vào nhà. Ok, cảm ơn em. Vâng, mời mọi người. Em mời mọi người vào ạ. Mọi người thấy nhà em thế nào ạ? Quá khang trang luôn. Thực sự là khi mà vào trong này thì mình ấn tượng bởi sự thông thoáng ở trong bên trong nhà của Trọng, với rất nhiều mặt thoáng phía trước này, ở bên hông và ở phía sau nhà thì đều có cửa sổ để lấy không khí cũng như là ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra thì ở trong này anh thấy là nhà em làm theo cái gam màu trắng chủ đạo cũng giống như bên ngoài nhỉ. Có điểm nhấn là một vài những bức tường được ốp gỗ này. Đấy, thì xong rồi có cả giếng trời ở đây nữa. Đấy, và ở đây có cả một mảng tường trang trí. Nói chung là mọi thứ đều trông rất là ok thưa quý vị các bạn. Không biết rất là Hòa thì thấy sao? Em thì cũng có cảm nhận như anh đấy. Em thấy là đây là một cái thiết kế rất là thông minh và độc đáo. Và ở khu vực phòng khách thì một điểm nhấn em cực kỳ yêu thích đó chính là bộ sofa, với lại một chiếc TV rất là lớn như này. Bây giờ phải thi đấu ở trong Bình Định ấy thì em có hay về nhà không? Thật ra thì cái căn nhà này của em cũng mới xong thôi, cũng chưa được hoàn thiện, nên là khi mà em ở trong Bình Định thì cũng rất là nhiều điều để muốn hoàn thiện ngôi nhà có thể trọn vẹn hơn. Nhưng mà bây giờ thì em thi đấu trong Bình Định thì nó cũng ít thời gian chăm sóc cho ngôi nhà cũng như là hoàn thiện một ngôi nhà thật đẹp để mời anh chị đến đây. Anh thấy là thực sự nó cũng đã khá là ổn rồi đúng không ạ? Chỉ thiếu một vài những chi tiết decor nho nhỏ nữa thôi là nó sẽ hoàn thiện. Thế tuy nhiên thì khi mà mọi người đứng ở bên trong không gian này thì mình nghĩ là chắc chắn là ai cũng sẽ tò mò bởi những chi tiết nhỏ nhỏ bên này cơ. Đây này, đây. Ngay từ lúc mà vào nhà Trọng là mình đã bị thu hút bởi những chi tiết tuy nhỏ nhưng mà nó lại rất đặc biệt như thế này rồi. Trọng có thể giới thiệu qua về bản thành tích của em được không? Thật ra thì đây cũng là một số những bản thành tích ấn tượng với em. Còn em rất là nhiều bằng khen em cũng có để ở trong kia, nhưng ở ngoài này là những cái bằng khen mà em cảm thấy ấn tượng em để ra ngoài này. Chỗ này mới chỉ là xương xương thôi đấy đúng không ạ? Khách đến chơi nhà là nhìn thấy được luôn. Nổi bật nhất là huân chương lao động của Chủ tịch nước tặng Trần Đình Trọng, huy chương vàng tại AFF Suzuki Cup năm 2018 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Năm đấy là anh cũng đi bão đấy. Là không có thành công nào của đội tuyển Việt Nam mà anh không đi bão cả. Còn ở đây có một quả bóng, không biết là quả bóng này là của trận nào em? Đây là quả bóng ở giải ở bên Thường Châu, U23 châu Á. Đêm đó
thường châu tuyết trắng hết đúng không? Vâng. Ừ. Anh xem các chữ ký của các cầu thủ cũng đã mờ rất là nhiều rồi. Ấn của thời gian rồi. Tuy nhiên thì đây là một cái bóng vô cùng đặc biệt. Vâng. Các bạn. Năm đấy cũng lại đi bão luôn, không có lúc nào là không đi bão cả. Ừ. Ok, quay trở lại. Em để nhẹ thôi. Em thấy là bộ sofa rất là rộng. Em đoán là anh Trọng chắc là hay rủ bạn bè về nhà chơi, sức chứa có thể lên đến cả đội bóng ấy nhỉ? Chính vì em hay mời bạn bè về chơi nên em sắp xếp không gian phòng khách, bộ sofa cũng như là phòng ăn cũng rất là rộng. Bộ sofa này nhìn đã thấy là ngồi thoải mái rồi đúng không ạ? Thế bây giờ thi đấu ở trong Bình Định thì chắc chắn là phải xa nhà rồi đúng không? Thế cái cảm giác mà thi đấu xa nhà không được trở về nhà thường xuyên với gia đình của mình thì em thấy sao? Câu hỏi này thì em nghĩ là chắc chắn là nó không thể ở bên gia đình, ở gần gia đình thì đó là một cái rất là buồn. Nên là thôi thì nói chung là sự nghiệp cầu thủ của bọn em cố gắng thi đấu được ở đâu thì cống hiến hết mình. Còn đâu là sau này thì khi thi đấu xong thì đây sẽ là cái nơi mà để em trở về. Vừa rồi là cái khu vực phòng khách, thì bây giờ chúng ta đang di chuyển. Đây là con thang này, thì không biết là nhà Trọng là bao nhiêu tầng tất cả em? Nhà em có 3 tầng và 1 tum. 3 tầng 1 tum, rồi, thế là cũng khá là thoải mái. Lát nữa anh em sẽ đi lên tầng sau nhé. Bây giờ cho anh với cả khán giả ngó qua phòng bếp đi. Và bên trong này thì mọi người sẽ thấy là lại có tiếp tục một khu vực nữa để trưng bày những thành tích thi đấu của Đình Trọng. Ở đây thì như là những món quà của fan tặng em đúng không? Vâng, đây là những món quà kỷ niệm mà em nghĩ là rất là ý nghĩa. Những fan rồi rất là nhiều cũng bằng khen, huy chương. Em thấy có cả một cuốn sách bão lửa 2U23 này. Thường châu tuyết trắng đấy. Thường châu tuyết trắng đấy. Thực đây vẫn là trận đấu mà anh, đây là một giải đấu mà anh coi là một giải đấu rất là huyền thoại ấy. Nó đem đến cảm xúc cho hầu hết tất cả mọi người dân Việt Nam đúng không? Anh nhớ là từ những cái pha sút penalty khi mà đội tuyển bước vào vòng tứ kết này, trong bán kết đúng không ạ, rồi đến chung kết Thường Châu Tuyết Trắng. Thực sự hôm đấy anh xem trong Phú Quốc mà hầu như là cả đảo Phú Quốc luôn, là ai cũng hướng về cái ngày thi đấu hôm đấy. Thực sự chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi đúng không ạ, vẫn là một cái giải đấu rất là thành công rồi, mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Bên này nữa còn một không gian đặc biệt này. Để nói là những cái giải thưởng này thì em có nhớ hết được là mình đã gặt hái được những giải thưởng được không? Chắc là khó đúng không? Đây là tất cả những cái huy chương mà từ những giải trẻ, giải U trẻ của em thi đấu nữa. Vâng, thì từ em thi đấu, em đi đá bóng cũng từ năm 10, 11 tuổi nên là những cái huy chương từ rất là, kể cả dù huy chương ở giải đấu nào em cũng giữ lại kinh nghiệm. Nhưng ở trong rất nhiều huy chương như thế này thì đâu là huy chương mà anh cảm thấy anh ấn tượng, anh ghi nhớ đến bây giờ, một kỷ niệm đấy? Huy chương ấn tượng nhất thì em nghĩ là chắc như mọi người cũng biết thì là cái giải đấu mà đưa em tới gần với khán giả Việt Nam hơn. Đó là giải đấu ở bên Thường Châu và bên Trung Quốc. Thì em nghĩ là cái huy chương đấy là cái huy chương ý nghĩa nhất đối với em. Em thấy là khu vực bếp nhà mình rất là gọn gàng này, đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ nữa. Thế không biết là trong nhà mình ai sẽ là người phụ trách việc bếp núc ở trong nhà? Chắc chị nhìn em này chắc không thể là một người nấu ăn giỏi đâu. Nên vợ em là một... người nấu ăn chính ở trong nhà. Rồi, chị là cái khu bếp này rất là sạch sẽ và ngăn nắp cũng như các bạn. Và công năng mình thấy là cũng được bố trí rất là hợp lý. Bên kia có tủ lạnh này, ở đây buồng rửa, trong này bếp nấu. Và ở phía bên trong có cả cửa sổ để có thể mở ra lấy không khí tự nhiên. Trong này có một cái toilet nữa. Nói chung là mọi thứ đều được sắp xếp một cách rất là hợp lý. Hài hòa anh nhỉ? Hài hòa. Và trên tầng 2 của em thì có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Em mời anh chị vào xem qua phòng ngủ ạ. Phòng ngủ thoáng thật đấy. Phòng ngủ ở trong này mình thấy là có cũng vẫn hai mặt thoáng, một mặt ở bên này, một mặt ở ngoài này. Có cả ban công rộng luôn. Phòng ngủ thì giường rất là to, có đầy đủ tủ quần áo. Nhưng mà anh tò mò không biết là phòng tắm của em ở đâu nhỉ? Ra đây, phòng tắm ở bên đối diện. Vâng, em mời anh chứng tỏ ở trên này là không gian dành riêng cho Đình Trọng đúng không ạ? Nhưng mà khoan, trước khi đi vào phòng tắm thì anh thấy là thiết kế là Trọng có cái chỗ này hay này. Anh không biết là ở đây chỉ đơn thuần là một cái giếng trời hay là về sau em có định lắp thêm cái gì ở đây không? Vâng, và đây là cái giếng trời nhà em thì em cũng có ý định là nếu mà sau này có tuổi thì chắc là em cũng sẽ lắp một cái thang máy ở cái giếng trời này. Rồi, hợp lý luôn đúng không? Lúc đấy sợ là nhà có mấy cái nhà, lúc đấy có mấy cái nhà nên. Nhưng mà phải công nhận là khi mà để giếng trời đây thì tự nhiên cái nhà mình trở nên thông thoáng là rất nhiều nhỉ? Vâng. Đây là phòng tắm của
Khi bước vào đây thì cái cảm giác đầu tiên của mình chắc chắn nó là rộng rồi, nhưng cái thứ hai nữa là Trọng cũng phải nghiên cứu và chọn chất liệu một cách khá là kỹ lưỡng rồi đúng không? Từ cái gạch ở dưới là gạch chống trơn này, đi rất là yên tâm luôn. Thứ hai nữa là có đầy đủ hết nhé, từ bồn tắm này cho đến bồn rửa mặt hay là hai cái phòng vệ sinh ở hai bên này đây, đây là bồn tắm đứng này rất rộng rãi. Bên này sẽ có toilet để riêng, không liên quan gì đến nhau cả, nó rất là vệ sinh. Đấy, cảm giác rất là sạch sẽ. Ở trong nhà của Trọng phát hiện ra là anh chàng này hầu hết là sử dụng toàn thương hiệu Inax. Tại sao lại như vậy? Vì em nghĩ là cái thương hiệu này thì em cũng tìm hiểu rất là kỹ vì những cái đồ dùng cũng như là về những cái tính thẩm mỹ của em, thiết kế rất là hợp với cái thiết kế hiện đại nên là em đã tin tưởng chọn được. Dùng được đúng không? Mà sau một quãng thời gian sử dụng thì em thấy là mọi thứ nó cũng ok đúng không? Dạ. Để chia sẻ mọi người một chút là tại sao Trọng lại sử dụng cái này. Thật ra là cũng có lý do, bởi vì cái sản phẩm này của Inax, tất cả sản phẩm Inax thì nó được sử dụng men của Aqua Ceramic, chất lượng men là Aqua Ceramic, và cái kiểu dáng của nó thì cũng rất là hiện đại, phù hợp với cả hầu hết cái thiết kế nhà kiểu hiện đại như của nhà Trọng đúng không? Ngoài ra đây cả cái bồn tắm nữa. Cùng chất liệu luôn anh. Cùng chất liệu luôn, cũng là Aqua Ceramic, và ngoài ra thì cũng được đặt ở trên một cái nền, nên là làm bồn tắm này như kiểu là ở trên một cái sân khấu ấy. Phía sau này có rất nhiều gạch. Đấy, gạch này chắc là cũng của Inax luôn đấy nhỉ? Dạ đúng rồi ạ, nó cũng giống như gạch ở ngoài. Đấy, ốp ở trong ở ngoài đều được. Bởi vì chính vì cái ưu điểm của nó là nó có cái tính kháng khuẩn này, chống ẩm này, rồi độ bền của nó rất là cao. Nếu mà ốp ở bên ngoài thì còn có khả năng là chống chịu tia cực tím nữa cơ. Đấy, do vậy thì không chỉ là Trọng mà rất nhiều nhà anh đi là người ta cũng tin dùng những cái sản phẩm của Inax rồi. Sau một thời gian mà căn nhà của mình hoàn thiện thì cảm nhận của anh cho tới thời điểm hiện tại là như thế nào? Và đâu là không gian anh sử dụng nhiều nhất và anh cũng yêu thích nhất nữa ạ? Về cảm nhận và không gian em thường xuyên sử dụng nhất thì em nghĩ đó là phòng ngủ và phòng tắm. Vì sau mỗi lần đi thi đấu vất vả về thì em nghĩ là phòng ngủ và phòng tắm là cái nơi mà để em thư giãn tốt nhất, và nhất là cái bồn tắm để em có thể ngâm mình thả lỏng. Và tất cả đều là của thương hiệu Inax nhỉ? Dạ. Đấy, khi mà Đình Trọng đã chọn thương hiệu Inax để mà thư giãn, để mà thả lỏng sau mỗi trận thi đấu căng thẳng về thì chắc chắn là mọi người có thể yên tâm rồi đúng không ạ? Và trước khi mà kết thúc chương trình thì xin lỗi là anh vẫn còn một vài câu hỏi nữa muốn dành cho Đình Trọng hỏi nốt nhé. Đấy, hai câu thôi. Đầu tiên là với việc giữa việc mà em thực hiện một quả penalty trong một trận cầu căng thẳng với việc lên sóng nhà ép, thì em thấy là hai công việc này thì công việc nào nó gây ra nhiều khó khăn cho em hơn? Em nghĩ là chắc chắn là lên sóng nhà ép rồi ạ. Rồi, chứng tỏ là Đình Trọng rất tự tin trước mỗi quả penalty của mình đúng không ạ? Và không, bây giờ còn một câu hỏi nữa thôi. Câu hỏi này thì chắc chắn là rất nhiều khán giả đang theo dõi thì nhà ép ngày hôm nay cũng muốn hỏi Đình Trọng là Messi or Ronaldo? Messi. Em cũng Messi. Mình Ronaldo. Ok, một lần nữa cảm ơn Đình Trọng ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian để lên sóng nhé và chia sẻ với mọi người về ngôi nhà của mình. Đấy thì anh chúc Đình Trọng luôn luôn có nhiều sức khỏe này, thi đấu thành công và thành công hơn nữa. Đấy, không biết là Hòa có muốn gửi gắm gì đến Đình Trọng trước khi mà nói lời chia tay không? Hôm nay thì có dịp được đến nhà anh Đình Trọng để tham quan nhà thì em muốn gửi lời chúc tới anh, lời chúc sức khỏe. Hy vọng là năm 2023 anh sẽ có thêm nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bóng đá và có thêm nhiều nhà để nhà ép có thể đồng hành cùng anh Đình Trọng để giúp cho anh đỡ áp lực hơn mỗi khi mà anh gặp anh Tiến Duy. Hy vọng là những lần sau những căn nhà mới của Đình Trọng thì áp lực sẽ giảm bớt đúng không ạ? Thế nào mà review nhà lại khó hơn cả suốt penalty. Ok, cảm ơn Trọng. Rồi, tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của nhà ép. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong rất nhiều chương trình sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ thì hãy em rồi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.